Câu hỏi tiếp theo của bạn là Cao Thanh Thảo My từng phát biểu rằng sẽ công khai mọi bất công đằng sau cuộc thi. Vậy phải chăng bạn và team bạn đã nhận được những điều không công bằng suốt cuộc thi? Thực ra trong cuộc sống nè, không những là trong show truyền hình thực tế, trong cuộc sống mình đã tham gia hai show rồi. Chèn ép thì điều đó tất nhiên là có. Nhưng mà cái quan trọng rằng là mình có lớn lên và mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua những cái cố gắng và vượt qua những cái khó khăn đó hay không. Chèn ép thì ở đâu cũng có, team nào cũng có, đơn giản thôi. Vậy giống thì... như ánh sáng, ví dụ như ánh sáng như vậy. Ánh sáng chè luôn. Ánh sáng là một cái ví dụ ánh sáng chè lắm luôn. Vậy thì lúc nãy thì tôi quên mất hỏi Ánh Quỳnh là khi mà bạn thấy huấn luyện viên của mình vàng da thì bạn cảm thấy như thế nào? Không. Xấu. Mỗi lần coi là nhắn tin. Chị ơi, tập này lại vàng. Chị ơi, lại siêu vi gan B rồi. Chị ơi, chị vẫn chưa hết bệnh à? Kiểu vậy.